Quý vị đang theo dõi tin tức tổng hợp của đài IBC TV được phát sóng trên băng tần 57.19 tại miền Nam California, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ và Canada. Phụ trách chương trình xứ ngôn viên Tuyết Nha và Lâm Hùng trân trọng kính chào. Như thường lệ, sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bắc Triều Tiên. Truyền thông đưa tin Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sẽ kế nhiệm ông Stoltenberg làm người đứng đầu khối NATO. Hàng ngàn người biểu tình ở Israel đòi thành lập chính phủ mới. Khách du lịch tại Hy Lạp cẩn thận hơn sau khi nắng nóng hoành hành. NATO lo ngại Nga có thể hỗ trợ chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Mở đầu sẽ là tin tức liên quan tới chuyến công du của ông Putin tới Bắc Hàn. Xin mời quý khán giả cùng đón xem sau đây qua phần trình bày của xứ ngôn viên Lâm Hùng. Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bắc Triều Tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Triều Tiên vào hôm thứ Tư ngày 19 tháng 6 trong chuyến thăm đầu tiên sau 24 năm, cam kết tăng cường quan hệ thương mại và an ninh với quốc gia có vũ khí hạt nhân ẩn giật này và hỗ trợ nước này chống lại Mỹ. Putin đã được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chào đón tại buổi lễ chào mừng tại sân bay ở Bình Nhưỡng và cặp đôi đã ôm hôn và bắt tay. Truyền thông nhà nước Nga cho biết máy bay của ông Putin đã hạ cánh xuống Bình Nhưỡng vào khoảng 2 giờ 45 phút sáng giờ địa phương sau khi mà dừng chân ở vùng Viễn Đông của Nga. Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á đang cố gắng tìm hiểu xem Nga sẽ đi bao xa để hỗ trợ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, quốc gia duy nhất tiến hành các vụ thử vũ khí hạt nhân trong thế kỷ 21. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte có thể sẽ kế nhiệm ông Stoltenberg làm người đứng đầu NATO. Thủ tướng Hà Lan ông Mark Rutte là đồng minh trung thành của Kiev, cũng là người chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ kế nhiệm ông Jens Stoltenberg làm người đứng đầu khối NATO. Theo đài truyền hình quốc gia Hà Lan NOS đưa tin, sau khi Hungary và Slovakia đồng ủng hộ cho ông. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken từ Washington, ông Stoltenberg đã không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin trên truyền thông. Tổng thư ký tiếp theo của NATO sẽ phải đối mặt với thách thức trong việc duy trì sự hỗ trợ của các đồng minh trong cuộc chiến của Ukraine chống lại cuộc xâm lăng của Nga, đồng thời đề phòng mọi sự leo thang có thể lôi kéo liên minh quân sự trực tiếp vào cuộc chiến với Moscow. Vài giờ trước khi phúc trình từ NOS, Hungary và Slovakia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ứng cử viên Mark Rutte giải quyết một trở ngại quan trọng trên con đường đảm nhận vị trí lãnh đạo NATO của ông này. Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan tới cuộc chiến ở dải Gaza. Hàng ngàn người biểu tình ở Israel đòi thành lập chính phủ mới. Hàng ngàn người biểu tình Israel đã biểu tình bên ngoài Quốc hội ở Jerusalem hôm thứ Ba ngày 18 tháng 6, kêu gọi thành lập chính phủ mới và Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức. Nhiều người vẫy cờ Israel và hô vang theo nhịp trống. Những người khác mang biểu ngữ chỉ trích cách mà ông Netanyahu xử lý các vấn đề then chốt, bao gồm cuộc chiến với Hamas ở Gaza và cuộc xung đột với Hezbollah của Lebanon. Một trong những người biểu tình, Lior Avrahen, người đã mất bạn bè và người thân vào ngày 7 tháng 10, đã cho biết các con tin đã ở đó hơn 8 tháng và về cơ bản chúng tôi không làm bất cứ điều gì để giải cứu cho họ. Bất chấp các cuộc biểu tình tái diễn hàng tuần, bối cảnh chính trị vẫn không thay đổi với việc ông Netanyahu vẫn duy trì thế đa số ổn định trong Quốc hội. Khách du lịch ở Hy Lạp vô cùng cẩn thận sau tình trạng nắng nóng hoành hành. Khách du lịch tới hòn đảo Paraki xa xôi bằng thuyền, nơi phát giác trường hợp thương vong mới nhất liên quan tới du khách thiệt mạng ở Hy Lạp vì thời tiết nắng nóng cao độ. Cảnh sát ngày thứ Hai vừa qua cho biết người đàn ông 55 tuổi đến từ Hoa Kỳ đã tử vong vào Chủ nhật trên bãi biển hẻo lánh. Đây là trường hợp du khách thiệt mạng thứ ba chỉ trong vòng một tuần lễ. Đất nước này đang có một tháng 6 nóng bất thường với đợt nhiệt độ cao lên tới 40 độ C, tức là 104 độ F. Du khách người Hoa Kỳ này được người bạn của mình là Christos
Kate Chris đã báo cáo mất tích vào ngày thứ Năm. Người này đã mời anh đến hòn đảo dài chưa đầy 4 cây số cách Corfu 45 phút đi thuyền. Kate Chris đã nói bà ngoan đến để tận hưởng sự yên bình tĩnh lặng trên hòn đảo nhỏ và dân cư thưa thớt. Phó thị trưởng Maraki Speros Agriros đã cho biết nguyên nhân tử vong chưa được công bố, nhưng dấu hiệu đầu tiên cho thấy không có hoạt động tội phạm nào liên quan. Agriros đã nói khách du lịch thường đến đảo này để đi bộ đường dài nhưng thường không có đủ vật dụng chống nóng. Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan tới việc NATO lo ngại Nga có thể hỗ trợ chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. NATO đã lo ngại về sự hỗ trợ mà Nga có thể cung cấp cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Người đứng đầu liên minh đã cho biết hôm thứ Ba ngày 18 tháng 6, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tới quốc gia có vũ khí hạt nhân ẩn giật này lần đầu tiên sau 24 năm. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã phát biểu trong một cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine đang được thúc đẩy bởi Trung Quốc, Triều Tiên và Iran. Những nước này đều muốn thấy liên minh phương Tây thất bại. Ông nói điều này và sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với nền kinh tế chiến tranh của Nga cho thấy những thách thức an ninh ở châu Âu có mối liên hệ với châu Á như thế nào, và nói thêm rằng hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng tới tại Washington sẽ chứng kiến sự tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác của liên minh với Australia, New Zealand, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thưa quý khán thính giả, như thường lệ sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ là quay trở lại để tường trình đến quý vị những tin tức nổi bật liên quan tới một đoạn phim trên không cho thấy mức độ tàn phá của đợt cháy rừng Sapphire ngay tiểu bang California. Ông Tập Cận Bình đang kêu gọi nỗ lực chống lũ lụt và hạn hán tại Trung Quốc. Trong khi đó, tại Nam Hàn, các bác sĩ lại biểu tình phản đối kế hoạch mở rộng trường y của chính phủ và nhiều tin tức nổi bật khác từ Việt Nam, vân vân. Kính mong quý vị đón xem.